cùng đến với những tác phẩm tranh bằng nút áo của Quý Thành. Đứng cạnh tôi là một nhân vật gần gũi với tuổi thơ em biết của mọi người, đó là bạn Doraemon. Chính xác. Ai cũng biết em à. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Siêu anh hùng đó là người sắt. Chính xác. Đây là gì? Con gà. Không phải. Sai rồi. Puka. Trái đào. Trái đào. Trời đất ơi. Không chính xác. Em biết rồi. Là gì? Một tổ hợp nút áo. Đúng rồi, chị định nói. Thanh vàng. Em nghĩ đó, nó giống như con Flappy Bird á. Nào, hay rồi. Chủ nhân. Chim sẻ. Một chú chim sẻ. Rồi. À, con chim nè. Cái chân này, cái mỏ này, mắt nè. Đúng rồi đấy. Cánh này giờ mới rồi, em biết quá muộn rồi. Đây là Batman. Người rơi. Đây là ai? Cô gái. Đúng rồi đó. Và chúng ta thấy điều gì ở tất cả những tác phẩm này? Đẹp. Puka. Dạ thấy nút áo. Dạ thấy nút áo. Thanh vàng. Em thấy bạn phối màu nó đặc biệt là cái bức này. Chim á. Bức này và bức con chim. Không, nhiều bức đẹp lắm. Rất hài hòa và nhìn cảm giác nó rất là dễ chịu. Rất là nghệ thuật. Rất là có chiều sâu. Thành ơi, em giới thiệu một chút về những tác phẩm này đi nào. Em thích nhất tác phẩm nào trong số 5 tác phẩm ở đây? Em thích tác phẩm Iron Man. Iron Man. Chắc em cũng là một fan của Marvel. Dạ đúng rồi. Em làm bức tranh này mất bao nhiêu lâu? Có 1 ngày đến 2 ngày. Trời đất ơi. 1 ngày đến 2 ngày. Em chắc là phải dùng rất nhiều keo đúng không? Dạ đúng. Để có thể dính vào. Và chắc là trước khi dính vào thì em cũng đã phải hình dung, em cũng phải phác họa tạo hình trước đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là một bức tranh rất đáng yêu này. Cách phối màu cũng như là những chiếc khuy rất là màu sắc, nó đúng với cái đặc tính của những chiếc khuy là nhiều màu sắc. Còn đây cũng là một cái bức tranh khá là ấn tượng. Anh ơi, về cái tranh nút này là có nhiều người làm chưa hay là chỉ có một mình làm thôi? Ở trên mạng có hướng dẫn cách làm nhưng mà kiểu như làm chuyên vậy thì thấy chưa ai làm ở Việt Nam. Còn nước ngoài thì thấy rất nhiều. Dạ. Như vậy là ở Việt Nam bạn là một trong những người đầu tiên. Dạ. Anh Thành Trung, em có món quà muốn tặng anh. Trời ơi, anh cảm ơn em. Chị chỉ là tặng một mình anh Thành Trung thôi chị ơi. Trời ơi đó em. Vậy là hôm nay hai chị em mình xúi quẩy rồi. Đau quá. Yeah. Áo màu tím nữa. Đây là một món quà của riêng tôi. Và tôi hứa với bạn tôi sẽ chụp tấm ảnh này và tôi sẽ đăng lên Facebook cá nhân của mình để giới thiệu bạn và nếu giới thiệu các phẩm của bạn. Nếu em có gì là chưa đẹp về của anh cũng thông cảm. Anh cảm ơn em. Tấm lòng của em là quá đẹp đối với anh rồi. Một số người họ không có quà thì anh nghĩ rằng em cũng nên hứa với họ điều gì đó đi. Đâu có đâu. Đâu. Tụi em chỉ ganh thôi à, không có gì hết. Có gì hết á. Em có tiền đến mua mà. Tụi em sẽ ủng hộ anh. Nói với anh chị mua tranh em giảm giá. Yeah. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn Quý Thành. Hẹn gặp lại em trong ngày gần nhất. Ai đây? Cái bạn số 3 á, bạn nam số 3 sẽ là một bạn nam mà phải làm một cái nghề liên quan tới nghệ thuật và phải có một giọng hát rất là nội lực. Hoặc là nếu không phải là rock thì bạn đó sẽ làm kiểu như tay bo trống hay là cái dạng gì đó mà nó cần rất là dùng sức. Em nhớ nhá. Dạ. Nếu mà nhạc rock ấy thì phải là bất cần. Đúng rồi. Nó phải cá tính. Nó phải có một cái gì đó rất là thu hút riêng biệt. Là anh đang nói là về bạn số 6 đúng không? Nếu như vậy thì không ai hơn số 6. Nhưng số 6 nãy giờ em cảm giác nha là bạn số 6 đưa vào cái lĩnh vực nào cũng rất là hợp lý. Và kể cả cái việc bạn làm taekwondo cũng có một tí. Rồi làm tranh nút áo thì cũng có mé một tí. Quản lý khán giả thì nó rất là đậm trong đó. Thì em nghĩ là bạn số 6 là một cái nhân tố mà để chương trình gài. Ý em bảo là bạn số 6 là lẩu thập cẩm đấy. Dạ đúng rồi, bạn số 6 là một cái bạn mà có thể là mọi cái bạn đều biết và bạn đều kinh qua. Có thể là vậy nhưng mà bạn là một cái người mà kiểu như là một con cờ á, con cờ để mà ban tổ chức đưa vào đây dùng mưu đồ để mà nhét bạn nó vào đây để nhiễu loạn thông tin. Ủa anh ơi, có phải là em vừa thấy một cái dây chuyền rất là lấp lánh số 6 không? Nãy giờ chị cũng đang nhìn đó em. Có nghĩa là tại sao mà lại đeo một dây chuyền to như vậy, những người hát rock rồi này kia mà chưa hết đâu. Hồi nãy á khi mà cái nhạc lên á, chân ảnh có nhịp nha. Anh có nhịp theo nhạc nha, còn những người khác thì không nhịp. Vậy ơi, này chị có để ý không? Mỗi lần mà nhạc lên em cũng hay theo nhạc lắm, mà em hát rất ghê. Không, em đang ngồi ở đây là một sự thoải mái của mọi người đang đứng ở trên đó là đang đứng tạo hình. Nhưng còn mà cái sợi dây chuyền của bạn nhịp. Đó là cái sợi dây chuyền tại nhà bạn đó bán vàng. Nhà bạn đó bán vàng. Thì bạn đó đeo dây chuyền thôi. Đeo cái kiểu mà rock hip hop rồi đó anh. Tôi còn chưa nói với các bạn rằng đừng nghĩ hát nhạc rock thì phải là nam. Vocal của một ban nhạc rock có thể sẽ là nữ. Đúng. Hôm đó em chưa nói tới đó. Anh biết sao định nói tới chị là gì không? Anh nhìn đôi bông tai của chị đi. Rất là rock. Hồi nữa mà chị cởi cái tóc đó ra ha, một cái mái tóc dài xõa đồ ha, hay này kia nọ ha. Rồi hay là đúng tóc của chị luôn á. Chị sẽ giặt vũ cho em coi. Chị sẽ giặt vũ cho em coi. Tìm lại đi hỡi, tìm lại đi hỡi người, để ta không thấy ta như lúc này. Trời ơi, anh chuẩn bị gì kìa chị? Kiếp ai lại chữa cho anh kìa. Hai đứa có nên đồng thanh không? Nào, hãy lấy lại chút thể diện đi các em. Nào. Dạ. 1, 2, 3. Số 3. Chính xác, em cũng chọn số 3. Lý do? Rất đơn giản. Ở đây thì mình còn 3 bạn còn lại. Và này em
nãy giờ em rút kinh nghiệm từ ba vòng trước á, là trực giác của em nãy giờ nó là một trực giác rất là cái giác quan của em nó rất là đúng, và em chỉ kiểm tra lại một lần nữa xem nó như thế nào thôi. Anh Vàng ơi, mình sống có hơi vội không? Mình sống thử nhẹ cái đi, rồi mình được thì mình tiến tới. Đúng rồi, mình sống chậm chút xíu được không? Em tụi chị mới ve chưa kịp hết, anh bấm chuông rồi. Không, mình nhớ là số 1 rồi, cái dòng số 1 em chưa mà. Số 3, và số 5, và số 6, còn cái đoạn đó nữa. Ủa nữa hả? Vàng ạ. À, xong gì hết? Một lần nữa anh khẳng định, cuộc đời em có va vấp tới mấy đi chăng nữa thì em vẫn hành động theo bản năng. Hoàn toàn không có một trải nghiệm gì. Em có nhớ hai vòng trước em đã theo ai và kết quả thế nào không? Ngay ở vòng trước thôi. Chị biết tại sao ba mẹ em đặt em tên Vàng rồi? Tóc bội xuống vàng. Tóc bội xuống vàng. Tóc bội xuống vàng. À, ra vàng trong chữ bội vàng. Đúng rồi. Chỉ còn phải trong chữ vàng bọt à. Tự nhiên em bị chì chiết ngang vậy. Chưa gì hết à. Đang lo cho em. Chúng ta chỉ còn lại hai vòng nữa thôi. Mà em quá vội vàng mà em không rút ra được kinh nghiệm gì. Ở vòng trước em chọn số mấy? À, em có nhớ không? Giảm số 1. Bạn mình lựa chọn số mấy? Chọn số số mấy? Số đó thì nãy số mấy qua này đó đó à, là số 3. Và em cũng chọn số mấy? Số 3. Và em mất bao nhiêu tiền? 25 triệu. Thế mà em vẫn chưa sáng mắt ra. Thôi được rồi, anh Dương vội vàng, anh muốn làm gì thì làm đi. Em phải hiểu rằng là cái sự máu lửa của Rock đúng, nó đều có thể ở bất kỳ ai và ngay cả phụ nữ. Em đánh giá quá sai khi em bỏ qua khách mời số 5. Được rồi, lỡ bấm chuông rồi mà còn nói gì nữa hả anh Dương vội vàng. Thôi đi, nói chung là anh cũng có cho một tia hy vọng kìa, nhìn ngón tay anh đi, anh đang để number one đó. À, ôi, tôi dữ vậy. Trời, phải soi này, chứ. Này, vẫn là soi như thế ở vòng trước đấy. Anh nghĩ áo mặc áo không có nút áo. Rồi, anh nghĩ áo phải làm tranh rồi, em có nhớ không? Chân mày đầu tỉa tốt rồi vẻ đồ. Nói quá. Mọi người nhìn đi, áo của anh đã mất hết nút làm tranh rồi, bây giờ anh phải dịnh. Chắc chắn, anh là người làm tranh bằng nút áo. Anh ơi anh, chân mày anh bén lắm, anh có tỉa to. Anh kỹ lắm, anh kỹ lắm. Em lấy cũng nhìn chân mày á, bén như cây dao á. Không mà, bộ đồ đen của anh số 3 á, ở trong á cũng rất được. Với lại không, em nghĩ những người thấy rất thường mang giày đó đó em. Đúng rồi, giày bốt gì đó. Không ai mang giày. Giống em nè, thấy không? Nếu một lần nữa em sai, em có rút được kinh nghiệm không? Lần này thì em nghĩ là em đúng. Nào, kết quả. Không chính xác mà. Thấy chưa? Không tài đâu phải hát rock thôi. Thanh Vàng, anh đã nói với em rồi. Tại sao em mất quá nhiều tiền, có quá nhiều bài học mà em không bao giờ rút ra được điều gì? Ôi trời ơi, em tới chương trình này giống như ngày nay đi học một ngày học của em vậy đó. Trời ơi, hai nhân vật kia kìa. Mà lường gạt tôi đã giờ mấy lần vậy? Nào, chúng ta sẽ cùng tua lại hình ảnh của ban bình luận. Nào, hãy lấy lại đi. Chút thể diện đi các em. Nào. Dạ. 1, 2, 3. Số 3. Ủa cái gì vậy? Tụi em đang nhận số 5 số mà. Dĩ nhiên tôi sẽ kêu số 5 rồi. Ai kêu số 3 bao giờ? Thanh Vàng, người ta sai một lần ở một chỗ, cùng lắm là hai lần. Em sai đến 3 lần ở cùng một chỗ mà em vẫn chưa rút được kinh nghiệm à? Đó là gương mặt ăn năn hả? Gương mặt không biết gì cả mà sao bị đổi thừa ta. Trời ơi, chọn số 3. Đi xa là đúng rồi. Quan trọng bây giờ số 4 là 10 triệu hay 1 triệu đây? Nếu là 10 triệu thì số phận của em hôm nay thế nào em biết rồi đấy. Em nghĩ số 4 là 1 triệu. Xin mời số 4. 1 triệu đồng. Đừng có 10 triệu tội anh lắm, 1 triệu thôi. Đó, vậy đi, tôi khỏi có hứng chơi luôn. Tên. Thế em cứ bình tĩnh em. Người ta đã bảo là sống đừng sống gấp. Thôi mà, hồi đừng tụi em cho anh 30 em ngàn đi về xe. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quăng phải vào chỗ kia. Ừ. Nói nghe nè, chị chưa thấy cái chương trình nào mà một người chơi mà thất bại thảm hại như vậy luôn á. Mà chị rất vui. Ủa, tại chị có mất máy gì đâu mà chị không vui. Chị đừng nói vậy mất công, người ta nói mình là người xấu đó chị. Chị buồn không? Chị đau khổ. Em cũng vậy. Trời ơi. Em có biết ai mang tới đau khổ cho em không? Em anh chỉ đúng người đi. Không phải một mà anh, hai lần. Em phải chỉ với mình nè. Cái gái đó trời. Trời, cái đâu vậy?